Xin chào tất cả mọi người. Trên tay Huy đây là hai chiếc áo rất là giá trị, chiếc áo hàng hiệu mọi người nhá. Và có rất nhiều anh chị hỏi mình đó là máy giặt khô thì giặt được những mặt hàng gì và khi nào thì chúng ta lên đầu tư về thiết bị máy giặt khô công nghiệp chuyên dụng. Chia sẻ với mọi người, trong quá trình khi mà mọi người kinh doanh hay muốn mở một tiệm giặt khô là hơi chuyên nghiệp ở những địa bàn thị trường như là thành phố hoặc những khu vực mà phát triển đông dân cư và những khu vực mà có mức thu nhập cao, thì thực sự cái nhu cầu giặt đồ hàng khô thì khách hàng sẽ có nhu cầu rất là nhiều. Trên tay mình đây là hai chiếc áo giá trị rất là cao và đây là một trong những khách hàng rất là kỹ tính và khách hàng sử dụng dịch vụ rất là thường xuyên mọi người nhá. Vậy thì để có thể giặt được những chiếc áo hàng hiệu như thế này thì đơn vị mình có tư vấn đó là chiếc máy giặt khô công nghiệp chuyên dụng. Chiếc máy này thì được sử dụng bằng công nghệ giặt trưng cất và công nghệ này thì là một trong những cái công nghệ mà hiện đại mà mang lại cái chất lượng giặt tốt nhất cho đồ vải tới thời điểm hiện tại mọi người nhé. Và đây là một trong những dòng sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về. Vậy thì liên quan đến giặt khô thì là chúng ta sẽ set up vào thời điểm nào? Với một mô hình cửa hàng đầu tư cơ bản hoặc là những mô hình khởi nghiệp thì chúng ta có nên đầu tư giặt khô hay không? Thì thực sự nếu mà để mà trả lời được cái câu hỏi này thì mình chia sẻ với mọi người, chúng ta cần phải có sự đánh giá trực tiếp về thị trường dân cư khu vực, rồi liên quan đến cái gói tài chính, cái nhu cầu của chúng ta kinh doanh. Đấy, còn lại thì mô hình giặt khô là một trong những cái mô hình mà khách hàng cao cấp sẽ cần sử dụng đến. Và đặc biệt để mà có thể đáp ứng được cái mang lại giá trị chất lượng tốt thì chúng ta cần phải có đầy đủ tất cả những trang thiết bị như là máy giặt ướt công nghiệp, máy giặt khô và chúng ta cần phải có chuyên môn về nghề. Và đây là những cái dòng sản phẩm mà bắt buộc chúng ta cần phải sử dụng đến công nghệ giặt khô là hơi chuyên nghiệp. Nếu như mọi người đang có những cái định hướng muốn tìm hiểu mở một cái mô hình tiệm giặt khô cao cấp chuyên nghiệp thì mọi người có thể nhấc máy lên kết nối trực tiếp tới số điện thoại của Huy, đó là 0397742111. Mình sẽ tư vấn và chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng, những cái phương án, giải pháp để mọi người cân đối giải pháp đầu tư hiệu quả trong ngành giặt khô là hơi công nghiệp mọi người nhé. Xin chào, cảm ơn mọi người đã đồng hành và đón xem những video chia sẻ tiếp theo của Huy nhé.